Thưa quý vị và các bạn, ngủ ngáy là một hiện tượng khá phổ biến trong cuộc sống và nhiều người cho rằng ngủ ngáy không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên một số người bị bệnh ngủ ngáy thì họ vẫn cảm thấy xấu hổ vì đã làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Vậy tại sao khi ngủ lại ngáy? Và ngáy là một hiện tượng bình thường hay là bệnh lý? Và có cách nào để chữa bệnh ngủ ngáy hay không? Để trả lời những câu hỏi này thì xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng khoa tai mũi họng, Bệnh viện Quân Y 175 để cùng nghe bác sĩ tư vấn và chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về bệnh ngủ ngáy. Xin chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình này. Thưa bác sĩ, ngáy là một hiện tượng khá phổ biến gặp ở một số người. Vậy thưa bác sĩ, không biết là ngáy có phải là bệnh lý không ạ? Và tại sao lại có hiện tượng này ạ? Như chúng ta đã biết, trong cuộc sống thường gặp một hiện tượng gọi là ngủ ngáy một số người. Đa số cho rằng ngáy không phải là bệnh lý và ít được quan tâm. Thực ra ngáy là một tình trạng bệnh lý do tắc nghẽn không hoàn toàn đường thở vùng hầu họng gây ra ngáy và là một trong 2 triệu chứng của hội chứng ngưng thở trong khi ngủ. Ngáy gây ra tiếng ồn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người ngủ chung, của vợ hoặc chồng. Ở các nước châu Âu, châu Mỹ, bệnh ngáy đã được quan tâm và điều trị từ nhiều năm trước. Ở nước ta thì cái bệnh ngáy ít được quan tâm, gần đây thì mới có nhiều người quan tâm. Cùng với đời sống nâng cao, cùng với sự phát triển của ngành y, ngáy đã được quan tâm điều trị và nhu cầu điều trị ngày càng tăng. Ngáy gây ra bởi sự dao động tần số thấp của các mô mềm trong vùng hầu họng làm nghẽn một phần đường thở gây ra tiếng ngáy, và cũng có khi tắc hoàn toàn gây ra ngừng thở trong khi ngủ. Khi ngừng thở, nồng độ oxy trong máu giảm xuống một cách đột ngột, khí CO2 trong máu tăng lên, kích thích não gây phản xạ thở trở lại. Quá trình này được lặp đi lặp lại nhiều lần trong đêm. Cái nguyên nhân của ngáy thường rơi vào những người như là béo phì, nghiện rượu, thuốc lá, dùng thuốc an thần kéo dài và những cái đối tượng có các cái cấu trúc bất thường về đường hô hấp trên, chẳng hạn như là những bệnh nhân bị viêm amidan quá phát to gây hẹp đường thở, những bệnh nhân có màn hầu dày, lưỡi cà dài, những bệnh nhân lưỡi to, nền lưỡi tụt ra sau, những bệnh nhân phì đại cuốn mũi dưới, những bệnh nhân có xương móng hạ thấp và cái hàm nhỏ tụt ra sau, thì đấy là những cái người mà có nguy cơ là điều bị ngáy và điều ngưng thở trong khi ngủ. Vậy nếu ngáy là một bệnh lý, vậy thì nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đối với người bệnh ạ? Và chắc chắn là ngáy sẽ còn ảnh hưởng đến những người xung quanh nữa phải không ạ? Ngáy thì trước đây thì người ta cho rằng là nó không có tác hại gì, và cuộc sống chung thì vợ chồng cũng như là trong gia đình mọi người ngáy rất nhiều nhưng mà họ không quan tâm lắm. Thực ra thì ngáy và kèm theo ngưng thở lúc ngủ nó có nhiều tác hại. Với những bệnh nhân ngáy đơn thuần thì cái tác hại chủ yếu là gây ra cái tiếng ồn lớn trong giấc ngủ, ảnh hưởng đến giấc ngủ của vợ hoặc chồng hoặc những người ngủ chung. Còn những cái người ngáy mà kèm theo cái ngưng thở trong khi ngủ thì đây là một bệnh lý rất là nguy hiểm. Bởi vì khi mà ngưng thở thì nồng độ oxy trong máu nó tụt xuống và nó gây tăng huyết áp, gây nguy cơ đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não và có thể là tử vong. Thì với những bệnh nhân như thế này thì là họ ngủ không ngon giấc, đêm họ thức đi thức lại trong đêm và hậu quả là sáng hôm sau họ ngủ dậy rất là mệt mỏi, họ giảm trí nhớ, họ không hiệu suất làm việc thì thấp. Thế rồi là với những người mà ngủ ngáy và ngưng thở trong khi ngủ mà nhóm đối tượng là vận hành máy móc, lái xe, lái máy bay, thì khi mà họ buồn ngủ trong quá trình làm việc thì đây là một vấn đề rất nguy hiểm đối với xã hội. Nghe bác sĩ nói thì tôi mới thấy được rằng là thật sự ngáy rất là nguy hiểm. Bình thường trong cuộc sống thì mọi người vẫn chỉ nói là nhiều khi đi làm về mệt quá thì chắc là ngủ ngáy thôi chứ cũng không có để ý gì nhiều. Vậy thưa bác sĩ, có phải tất cả các trường hợp ngủ ngáy đều có thể điều trị được không ạ? Ngáy thì có thể điều trị được và tùy theo mức độ ngáy cũng như là cái việc nhu cầu điều trị. Với những bệnh nhân ngáy đơn thuần được 4 độ 5 thì chủ yếu là phát ra tiếng ồn lớn trong khi ngủ. Thế thì những trường hợp mà ví dụ như là vợ với chồng ngủ chung mà ông chồng ông ngáy lớn quá, vợ không thể ngủ chung được, vợ phải vác gối ra phòng khác ngủ, thì cái việc điều trị đặt ra là do phụ thuộc vào vợ, và vợ thấy là phải đưa ông chồng đi điều trị để hết cái ngáy thì vợ chồng mới ngủ chung được. Và chính vì cái việc mà không ngủ chung được cho nên là cái vấn đề xã hội như tôi nói lần trước là có một số gia đình phải ly hôn chỉ vì cái tiếng ngáy của ông chồng, đúng không ạ? Thế còn cái mục tiêu của việc điều trị ngáy là gì? Mục tiêu của việc điều trị ngáy là làm cho bệnh nhân hết ngáy, và thứ hai nữa là làm giảm cái cường độ ngáy từ cao mà xuống thấp. Vẫn còn ngáy nhưng mà thôi cái mức cái độ ngáy này chấp nhận được, vẫn ngủ được. Cho nên cái việc điều trị cần thiết điều trị hay không là phụ thuộc vào những cái người ngủ chung. Thế còn với những bệnh nhân ngáy đơn thuần mà kèm theo ngưng thở trong khi ngủ thì thường là chúng tôi khuyên bệnh nhân là phải đi kiểm tra đo đa ký giấc ngủ để xem mức độ nặng nhẹ. Bởi vì nó cái biến chứng nguy hiểm của nó là gây đột quỵ, tai biến mạch máu não, tử vong. Đấy thì là cái việc điều trị là tùy theo cái mức độ nặng nhẹ của bệnh. Thứ hai là phụ thuộc vào cái vấn đề xã hội như tôi nói đấy, là những người ngủ chung. Bác sĩ có chia sẻ là có một số trường hợp bệnh nhân nguy hiểm nhất của ngủ ngáy là chúng ta ngưng thở trong khi ngủ. Nhưng mà tôi nghĩ là bình thường khi mà mình ngủ đấy, đặc biệt là những người mà họ đang ngủ họ ngáy, họ không có ý thức được cái việc đó. Thế thì tại sao mình có thể biết được là người đó họ cái mức độ ngáy của họ lúc đó nó có ngưng thở hay không ạ? Hoặc là những người ngủ bên cạnh làm sao để biết được chuyện đó? Cái câu hỏi này thì là đúng là tất cả các bệnh nhân ngủ ngáy và ngưng thở lúc ngủ họ không biết. Cái này chính vì họ không biết, cho nên có những người là độc thân, họ không bao giờ đi chữa bệnh cả. Như tôi đã nói lúc nãy đấy, vợ hoặc chồng hoặc những người ngủ chung là những người phát hiện ra họ có ngáy rất là to và có những cơn ngưng thở rồi thở trở lại. Thậm chí là có những bà vợ thấy ông chồng không thở nữa là phải đập cho chồng thở lại chẳng hạn. Thành ra là cái việc mà điều trị ngáy và ngưng thở lúc ngủ là phải hỏi những người trong gia đình. Những người này sẽ nói cho họ biết là họ bị như vậy và khuyên họ là phải đi kiểm tra, khám bệnh và để chữa. Để quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin mời hãy xem phóng sự sau đây. Đây là ông Vũ Văn Hằng, 66 tuổi, ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây nhiều năm, ông đã có hiện tượng ngủ ngáy. Lúc mới đầu thì ông hoàn toàn không biết là mình ngủ ngáy. Chỉ khi nghe vợ nói lại thì ông mới hay, nhưng ông cũng cho rằng đó là chuyện bình thường và không quan tâm nhiều. Tôi cũng ngủ ngáy thì hầu như lúc đầu không có biết. Thì cách đây khoảng trên chục năm rồi. Nên là tôi ngủ là chỉ có người bên cạnh thì biết ngủ ngáy nhiều hơn thôi. Tôi thường á, khi mà chúng ngủ ngáy rồi thì tôi phải đi ngủ trước. Tức là tôi phải ngủ trước đi. À, để cho khi mà anh ấy ngủ sau, anh cứ ngáy là tôi ngủ rồi, tôi không biết nữa. Nhưng mà không phải là ngày nào mình đi ngủ trước được, và cũng có ngày mình ngủ sau. Thì cái lúc đấy là rất là khó ngủ. Ngay bên cạnh ngủ khó lắm, thì mình lại quay ra mình đập. À, đập thì anh ấy ngưng được một tí, xong anh lại ngáy, em rất là khó, mất ngủ đấy. Ngủ ngáy như ông Hằng quả thật là đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và sinh hoạt của những người sống chung. Nhưng trường hợp ông Hằng không chỉ đơn thuần có hiện tượng ngáy khi ngủ, mà còn có những dấu hiệu không bình thường. Bản thân ông và vợ của ông cũng cảm thấy lo lắng và đã quyết định đi khám. Những năm gần đây cũng phải cỡ gần chục năm, rồi có những cái hiện tượng là có lúc mà ngủ không thở được, phải ngồi dậy để thở một lúc rồi bắt đầu lại nằm lại được. Trước đây thì chú vẫn có ngủ ngáy, nhưng mà nhiều khi là tôi không có để ý thì cũng nghĩ là những người ngủ ngáy bình thường thôi. Nhưng mà đến sau này độ khoảng chừng 5-6 năm gần đây thì bắt đầu tôi có những cái lúc là tôi phải thức luôn. Và nhất là những hôm mà anh ấy đi ăn tiệc có uống một chút rượu bia về thì là ngáy và hay bị đứt thở, tức là đang nằm ngủ này cũng đang thở tự nhiên lịm đi. Độ khoảng chừng một ít giây gì đấy. Thế thì có khi là tôi lại phải giờ tôi đập. Thì là bắt đầu lại thở rấc lên một cái. Thì bắt đầu mới lại thở lại trở lại được. Trường hợp ông Phạm Minh Dũng, 54 tuổi, ở Bình Định. Ông Dũng cũng không hề biết khi ngủ mình có hiện tượng ngáy. Mình ngủ thì cũng không biết được. Nhưng mà do mấy người nằm cùng phòng anh ngủ ngáy quá to. Và nó trong cái ngủ nó lúc là ngừng tiếng thở. Mà có cái biểu hiện như là đau đầu, chóng mặt thường về sáng. Về sau theo lời khuyên của bạn bè, ông đã quyết định đi khám tại khoa tai mũi họng Bệnh viện Quân Y 175. Tại đây, sau khi được các bác sĩ thăm khám và chẩn đoán, thì ông được bác sĩ cho biết là mình không phải là ngủ ngáy thông thường, mà có hiện tượng ngưng thở khi ngủ, do có hai cuống mũi dưới phi đại, làm cho bị hẹp đường thở khi ngủ, không khí không vào được. Thứ hai là màng hầu bị dày, to, xệ xuống, trụ sau của amidan hơi dày, cũng làm hẹp eo họng, làm cho khó thở. Theo những chẩn đoán trên của bác sĩ, thì trường hợp của ông Dũng là cần phải điều trị bằng phương pháp phẫu thuật để làm cho màng hầu mỏng và săn chắc lại, đồng thời trụ sau của amidan hẹp xuống, và đặc biệt là làm cho cuống mũi nhỏ lại. Và như vậy khi ngủ là mũi sẽ thông và sẽ không còn hiện tượng ngưng thở khi ngủ, và cũng hết hoặc giảm được hiện tượng ngáy khi ngủ. Cả hai trường hợp ông Hằng và ông Dũng khi đi khám đều được bác sĩ chẩn đoán là bệnh ngưng thở khi ngủ. Đây là một bệnh lý nguy hiểm, bệnh không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người bệnh, cũng như những người thân của họ, mà bệnh còn ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng. Chính vì vậy, cả hai trường hợp trên đã quyết định phẫu thuật. Tuy nhiên, họ cũng không tránh khỏi những lo lắng mà bất kỳ người bệnh nào cũng gặp phải. Qua bác sĩ khám ấy, thì bác sĩ nói là anh sẽ trong quá trình ngủ ngưng thở trong mấy giây. Nếu mà ngưng thở trong mấy giây thì được, chứ nếu mà ngưng thở lâu thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Mình thì thiết tha điều trị, nhưng mà trước khi phẫu thuật thì mình cũng lo lắng chứ. Rất lo chứ, vì phẫu thuật mà vào động vào cơ thể con người nó vào. Khi mà đến bệnh viện khám thì bác sĩ nói là một là cứ ngủ ngáy, với cái hiện tượng là ngủ ngáy đó là nó ngưng thở, nên là nếu như không chữa thì cũng đã có những cái hiện tượng là đột tử vì cái chuyện đó. Nếu như không có người ngủ bên cạnh ấy, có khi ngàn thở đi là coi nó lịm, nên là coi như tắt thở. Từ xưa nhà nói đến phẫu thuật, nói đến mổ thì cũng sợ lắm, rất ngại. Nhưng mà bây giờ bác sĩ nói như thế mà mình cũng, nếu muốn giữ gìn sức khỏe thì mình cũng phải cố gắng phải theo. Ca phẫu thuật được điều trị bằng máy RF, tức là dùng năng lượng sóng radiofrequency, và thời gian điều trị là 20 phút. Sau đó vài tiếng, bệnh nhân có thể uống sữa, tiếp theo vài giờ có thể ăn cháo. Với những bệnh nhân ở gần thì sáng phẫu thuật, chiều sau khi khám lại có thể về nhà và tái khám hàng ngày trong vài ngày sau đó. Sau khi phẫu thuật xong 24 giờ, tôi cảm thấy tình trạng sức khỏe của tôi trở lại bình thường, đi lại như ngày chưa mổ, và ăn uống đều đặn. Thì có một số bệnh nhân nằm cạnh coi như là hôm qua không có tiếng gáy nữa, và cái đường mũi tôi thở thì nó thông thoáng hơn, và sáng dậy ngủ dậy thì cái đầu nó đỡ nhức hơn mấy ngày trước. Sau khi mà phẫu thuật đó, là ngay trong phẫu thuật ít phút là tôi cảm thấy cái thở là cái đã dễ dàng rồi, thở nó thông. Thế còn cái về thì cũng mất, thực tình là mất khoảng 1-2 tháng, là khi mình nuốt nước miếng nó còn vương vướng một chút. Hai nữa là cái ngáy thì nó vẫn còn một chút, nhưng mà cái hiện tượng mà ngừng thở là coi như gần như là không còn. Nay là nửa năm rồi, không còn cái hiện tượng ngừng thở nữa, và ngủ rất thoải mái, ngủ gần như bây giờ cũng gần như không bị mất ngủ. Từ hôm mà phẫu thuật xong thì về thì tôi thấy cái tiếng thở nha, nghe tiếng thở là thấy nó có vẻ nó thông luôn, nó không bị nghẽn nghẽn nữa. Thế và tôi để ý thì không có thấy là bị ngưng nữa, hết ngưng. Và cái ngáy thì vẫn còn, đó là cái ngáy nhưng mà nó không ngáy to bằng trước, ngáy nhẹ hơn. Cái lúc mà mới ngủ á thì thường là nó hay ngáy một tí thôi. Thế xong một cái thì là ngủ ngon giấc rồi là thôi không ngáy nữa. Đó. Thế khi nào mà nó tỉnh giấc á, xong lúc ngủ lại thì mới ngáy một chút, xong rồi lại hết ngáy. Qua đoạn phóng sự vừa rồi thì có lẽ quý vị đã hiểu rõ hơn về bệnh ngủ ngáy. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy tiếp tục trở lại với bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn để chúng ta sẽ tìm hiểu về những phương pháp điều trị của bệnh ngủ ngáy. Vâng, thưa bác sĩ, vậy những cái cách điều trị bệnh ngủ ngáy là như thế nào? Khi phát hiện ra bệnh nhân có ngủ ngáy và ngư thở khi ngủ thì bệnh nhân phải được khám tai mũi họng, tầm soát về các cái cấu trúc bất thường, khám răng hàm mặt. Và cái quan trọng nhất đó, là nếu bệnh nhân nào có ngưng thở trong khi ngủ thì bệnh nhân phải được đo đa ký giấc ngủ. Thế bây giờ điều trị cái ngáy và ngưng thở khi ngủ thì nó có hai phương pháp là không phẫu thuật và phẫu thuật. Với trường hợp không phẫu thuật thì Một số bệnh nhân sẽ được dùng các cái thuốc xịt vào họng trước khi ngủ để làm săn cái niêm mạc vùng hầu họng, để tránh cái độ rung, giảm cái độ rung của nó. Thứ hai nữa là những bệnh nhân mà lưỡi dày hoặc là màn hầu lớn thì họ sử dụng cái dụng cụ trong miệng để họ nâng cái màn hầu lên và họ tránh cái lưỡi tụt ra sau. Thế rồi là những bệnh nhân mà cứ nằm nghiêng thì đỡ ngáy, thì có những bà vợ là bà kiếm những cái quả cầu mà nó có gai, bà khi chồng ngủ thì bà gắn vào trong lưng á. Thế ông chồng ông nằm ngửa ra thì ông bị vướng, thì ông không nằm ngửa nữa, ông lại nằm nghiêng thì ông lại hết ngáy. Đấy là cái phương pháp điều trị không phẫu thuật. Còn các phương pháp điều trị phẫu thuật thì cái vấn đề mà điều trị ngủ ngáy này đã được đặt ra từ năm 1952 bằng các phẫu thuật kinh điển. Sau này phát triển lên thì điều trị bằng laser và một số cái dụng cụ khác, ví dụ phương tiện khác, ví dụ như copulation. Gần đây nhất thì ngáy đã được điều trị bằng một cái phương tiện mới gọi là sóng RF, tức là dùng năng lượng sóng radio frequency để dưới các cái đầu kim lưỡng cực cắm vào để làm giải quyết những cái chỗ tắc nghẽn của đường hốp trên. Thì ưu điểm của phương pháp này chúng tôi nhận thấy là thứ nhất là phẫu thuật, một cái phẫu thuật mà không phải gây mê, bệnh nhân không phải chịu qua một cái cuộc gây mê, trừ cái cắt amidan thôi. Thứ hai là phương pháp này không đau và gần như là không chảy máu. Cái sự hồi phục của bệnh nhân rất là tốt, ngay trong ngày bệnh nhân có thể xuất viện được. Và cái việc ăn uống của bệnh nhân thì buổi chiều bệnh nhân có thể ăn cháo bình thường. Đấy là cái ưu điểm của phương pháp này. Có thể điều trị ngoại trú với những bệnh nhân bị quá phát cuốn mũi dưới nó tắc nghẽn cái hốc mũi, làm cho bệnh nhân thở miệng, cái đường thở tự nhiên nó bị tắc. Thì chúng tôi dùng các cái đầu kim lưỡng cực của sóng radio này đưa vào cuốn mũi dưới, cắm vào đấy, phóng năng lượng để nó thu nhỏ cuốn mũi lại, làm rộng cái đường thở mũi. Thì bệnh nhân đã thở tốt rồi. Tức là cái lượng oxy vào và khí vào trong cơ thể mình qua đường mũi là được nhiều hơn so với những bệnh nhân bị nghẹt mũi. Với những bệnh nhân bị cái amidan to quá phát, ví dụ nó to thế này, nó làm hẹp cái họng, khi bệnh nhân nằm ngửa thì đường thở còn hẹp nữa, và chính chỗ đó là cũng là nguyên nhân gây ngáy. Thì những bệnh nhân này phải được cắt amidan. Thứ ba là những bệnh nhân có cái lưỡi gà nó dài, những bệnh nhân có lưỡi gà dài mà nó to như con tay cái này, khi mà bệnh nhân nằm ngủ cái lưỡi gà đấy nó xệ xuống, nó làm hẹp cái đường thở, gây ra rung. Thì chúng tôi cắt bán phần cái lưỡi gà. Và một số bệnh nhân là có cái nền lưỡi, lưỡi họ to và dày, và cái khi nằm ngủ thì cái nền lưỡi đấy nó mới đổ ra sau, thì nó làm hẹp đường thở. Thì cái phương pháp mà dùng cái sóng radio này là họ cắm các cái kim vào các cái nền lưỡi ở các vị trí gốc lưỡi, phóng năng lượng vào, và sau khi nó lành bệnh thì cái chỗ đấy nó được xẹp xuống, làm rộng đường thở ra. Đấy là những cái phương pháp mà điều trị tắc nghẽn cái đường thở và cái cấu trúc bất thường. Thế bây giờ một cái ưu điểm lớn nhất của cái sóng radio frequency này mà để điều trị là chúng tôi dùng nó để chỉnh hình cái màn hầu. Tại vì trước đây các cái phương pháp khác là người ta phải cắt toàn bộ cái màn hầu, một phần màn hầu và toàn bộ lưỡi gà. Thì phương pháp này cũng rất là tốt, nhưng mà nó có một cái nhược điểm là một số bệnh nhân sau khi điều trị xong thì họ ăn lại bị sặc, nuốt thức ăn lại trên lên. Thế thì cái phương pháp chỉnh hình màn hầu này mục tiêu là chúng tôi làm giảm cái độ dày màn hầu và làm cho nó săn chắc lại, để khi bệnh nhân ngủ thì cái độ rung của nó giảm xuống. Các cái đầu kim lưỡng cực sẽ được cắm vào các cái vị trí ở màn hầu. Đây ví dụ như thế này là các cái vị trí ở màn hầu đây. Chúng tôi cắm các cái kim lưỡng cực vào các cái vị trí ở màn hầu, và chúng tôi phóng cái năng lượng của sóng radio này vào ở một mức độ tính toán, một mức độ vừa phải, để làm sao mà nó làm giảm cái độ dày màn hầu xuống. Và sau khi lành bệnh thì cái màn hầu nó sẽ được săn lại, chắc lại, và cái độ rung nó giảm đi rất nhiều. Ngoài các cái phương pháp vừa kể trên là bao gồm những phương pháp không phẫu thuật và phẫu thuật, thì hiện nay có một cái phương pháp mang lại hiệu quả tốt nhất cho bệnh nhân, đó là sử dụng của một cái máy gọi là máy thở áp lực dương liên tục. Khi ngủ bệnh nhân sẽ được đeo một cái mặt nạ nối với cái máy này. Máy này sẽ thổi một cái luồng khí áp lực dương liên tục vào mũi bệnh nhân để làm thông cái đường thở, giảm các cái tắc nghẽn trong khi ngủ, và bệnh nhân sẽ hết ngáy, hết ngừng thở. Hiệu quả của phương pháp này là đạt tới 95% các trường hợp. Tuy nhiên là cái phương pháp này thì nó có một cái bất tiện là khó chịu. vì bệnh nhân phải đeo một cái mặt nạ khi ngủ. Đấy là các cái phương pháp mà phẫu thuật về điều trị ngáy và ngưng thở khi ngủ. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn vì những thông tin bổ ích để cho các khán giả truyền hình có thể hiểu rõ hơn về hiện tượng ngáy khi ngủ và có những biện pháp phòng ngừa hữu hiệu, tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Chương trình Vì Cuộc Sống kỳ này xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.